kịp thời, nhanh chóng, chính xác công cụ cảnh báo sản lượng điện bất thường thời gian thực từ đo xa đã giúp ngành điện thành phố Đà Nẵng phát hiện sớm những bất thường trên lưới điện hỗ trợ khách hàng trong các trường hợp chạm chập, rò rỉ dây sâu công tơ khiến sản lượng điện tăng đột biến. Vừa qua trong quá trình kiểm tra, rà soát trên chương trình cảnh báo sản lượng điện bất thường, Điện lực Hòa Vang phát hiện và xử lý kịp thời trường hợp sản lượng điện tăng bất thường của khách hàng Đỗ Thị Một, trú tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang tại hiện trường điện lực đã phối hợp với khách hàng kiểm tra toàn bộ các thiết bị điện dây điện trong nhà và giàn sắt vườn lan phát hiện dây điện trên la phong nhà lâu ngày bị chuột cắn chạm vào điểm dây néo dẫn đến chạm chập khiến chỉ số điện của khách hàng tăng cao nguy hiểm hơn việc chạm chập như thế này gây rò rỉ điện tất cả các vật dụng bằng sắt trong nhà cũng như ngoài vườn để hỗ trợ khách hàng xử lý tình trạng này công nhân điện lực đã tách đoạn dây ra và dùng băng keo cách điện đồng thời tư vấn khách hàng thường xuyên kiểm tra đường dây, các thiết bị điện đã sử dụng lâu ngày để kịp thời phát hiện các trường hợp bất thường. Điện lực xử lý là nó sửa chữa hết rồi, thì bên cô cũng cảm ơn điện lực thôi chứ chứ không là nếu không nhờ điện lực thì số điện sẽ tan lan rất là nhiều. Đây là một trong 123 vụ chập điện dây sau công tơ được Điện lực Đà Nẵng kịp thời phát hiện và hỗ trợ khách hàng xử lý từ khi áp dụng công cụ cảnh báo sản lượng điện bất thường thời gian thực từ đo xa vào năm 2020 đến nay. Trước hiệu quả đó, tổng công ty điện lực miền Trung đã chỉ đạo triển khai nhân rộng giải pháp này ra 13 công ty điện lực trực thuộc. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay, toàn tổng công ty đã phát hiện được hơn 600 vụ chạm chập điện